anh mưa lại về, rêu sầu dâng muôn lối, tương tư tình bé bàng. Mưa rơi ướt bờ vai, mưa rơi thấm hồn ai, tình đã trống phai, sao còn giữ mãi cho kỷ niệm xưa tìm về. Ngày người sang bên rơi hoang vắng đắng cay tình lỡ làng, cô đơn bước nặng mang thương duyên kiếp dở dang, từ đây vỡ tan người về bên đời mới cho anh khóc tình xa. À, xin chào anh em nhé. Clip này thì có test những cái chức đẩy của DK và thương hiệu của DK và mã sản phẩm là MK600. Với dòng này thì hiện tại đang đánh bọc cho anh em nhé. Con này tiếng bass rất là lực, sò san ken. Với dòng sò san ken của Nhật Bản luôn nhé, thương hiệu DK và thương hiệu của Anh Quốc nhé. Và công suất con này đưa ra ở chế độ 8 ôm, anh em có thể khai thác được công suất của nó 600W. Anh em có thể khai thác được ở mức độ vừa phải là một cặp 30, một cặp 25 trên hai kênh. Con này thì ở trong cấu kiện bộ cao kê đây thì anh em sử dụng dòng 600W thì rất là ok. Tiếng con này rất là dày tiếng nhé. Anh em ghép thêm mic, ghép thêm vang vào nó rất là phù hợp cho anh em. Con này thì hiện tại thì số lượng không còn nhiều. Rất nhiều anh em ở cái phân khúc mã 800 thì nhận hàng rồi. Và cái mã 600 này đã rất là nhiều các khách hàng của anh em nhận hàng mã này rồi. Vì là nhiều anh em thì không cần đến mức độ công suất 800W thì sử dụng cần 600W là ok rồi, chơi gia đình rồi. Con này thì nếu mà 600W một kênh thì chưa tất cả các loại loa gia đình, từ chỉ sợ là những cái dòng loa mà anh em mà giáp thôi. Cái này thì với dòng loa giáp thì nó cũng đánh được một cặp 40 từ 2-100 dòng bát thái cũng đánh được nhá. Rất nhiều anh em mua cái dòng bát thái sử dụng dòng 600W thì vẫn đánh được. Còn anh em nào muốn căng lấy 800W, con này thì đang có giá tốt cho anh em. Giá của nó là 3.800.000. Nói chung là một con đẩy hình thức đẹp này, đời cao này. Con này thì xuất xứ của nó sản xuất từ nhà máy đặt Trung Quốc anh em nhé. Và đời của nó thì thông báo cho anh em luôn trên kênh, đời 2018, chạy với 28 sò sa ken, sò Nhật. Và trong đó có 24 sò chính, chạy tụ 120V nhé anh em. Đây tụ đây anh em này. Đấy. Tụ đều là tụ. Con này thì chạy 115V. Còn 800 thì chạy 120V, rất là nhiều. Thường thường những con tụ mà nó chạy vôn cao này này anh em nhé, rất là khỏe, tiếng rất là đều, các giải cao. Khi lên giải cao tiếng nhạc không bị mất này, nhạc không bị vỡ này, không bị chóe này, nguồn lọc nguồn nó cao. Đấy. Mà sò sa ken này anh em nó biết rồi, một trong những cái sò, nếu mà sò xịn thương hiệu của nó thì chất âm rất là hay. Bản chất của chất âm sò sa ken thì nó được toàn giải luôn, từ tiếng bass đến tiếng tép luôn. Ở đây thì đời 2018 anh em có thể thấy in trên series mã vạch. Con này thì nói chung là nếu anh em sử dụng gia đình phân khúc này, con này cực chất, tiếng cực sáng luôn. Chiều sâu rất là vừa phải nhá. Đấy, chiều sâu con này vào chắc chỉ ngoài 30 một chút thôi. Mà lại nguồn dài nữa. Thì với phân khúc này, tủ kệ ngắn này, chung cư này, là sử dụng hết. Đây, tín hiệu vào cho anh em đây. Tín hiệu ra, cọc vào, mới trích, nguồn dài. Nói chung là con này hàng này thì anh em mua về sử dụng rất là ok. Với phân khúc 600W đổ về, con này đánh lên thì nó sẽ đánh rất là ok. Thì được rồi, tiếp tục thông báo những cái sản phẩm, những dòng đẩy của mã MK600. Rất là nhiều con lên đường nha anh em rồi. Và số lượng không còn nhiều, thông báo nếu anh em còn phân vân thì anh em có thể chốt đơn luôn. Con này thì không sậm sẵn một chút nào luôn, rất là nhạy luôn, chiến áp thì 95 bi.
Hình thức thì nhỏ gọn mà màu đen rất là đẹp. Thì mọi chi tiết thông tin mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp tới số máy 0396 855 889.